Nguyễn Đình Thắng, nguyên quán tại Bùi Chu, Nam Định, vượt biên sang Mỹ năm 1978. Vào năm 1988, Thắng tham gia thành lập cái gọi là phong trào thanh niên cách mạng dân tộc Việt. Đánh hơi thấy, có thể cơ kiếm chắc Nguyễn Đình Thắng thành lập Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển BPSOS và đây chính là công cụ để Thắng thực hiện mục đích kích động người Việt Nam rời bỏ đất nước để tạo cớ vu cáo chính phủ Việt Nam về vấn đề nhân quyền có lý do xin tài trợ từ Quỹ Quốc gia vì Dân chủ, NET, và lợi dụng cơ hội vận động quyên góp tiền bạc từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Năm 1999 đến năm 2005, Nguyễn Đình Thắng cùng một số đối tượng khác tổ chức nhiều đợt vận động cộng đồng người Việt ở nước ngoài, quyên tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt trong nước, mà thực chất là gửi về nước để tru cấp cho một số đối tượng chống đối, khoảng 1 phần 3 số tiền quyên góp được. Số còn lại, bọn Thắng chia nhau tiêu xài.